chúng ta có phải là người dẫn đầu thị trường hay không và định vị có thông minh hay không, thì cái số 2 và thứ 3 nó nằm trong chiến lược thương hiệu của một doanh nghiệp. Và thứ tư đó là mô hình kinh doanh của chúng ta có độc đáo hay không, nhiều tầng nhiều lớp lúc nãy đó. Và doanh nghiệp của chúng ta có mang tính tương lai không, bởi vì năm nay xài được, 5 năm nữa cũng phải xài được. Nếu 5 năm nữa không xài được chúng ta lỗi thời, quá rủi ro cho các nhà đầu tư. Sau đó chúng ta phải có rào cản về công nghệ để người khác không copy được chúng ta. Chúng ta phải có lợi nhuận lặp đi lặp lại. Tiếp theo đó là có khả năng nhân rộng. Và cái cuối cùng đó là tài sản nhẹ và dòng tiền lớn. Thì chúng ta phải chuẩn bị được 9 tiêu chí cho doanh nghiệp của chúng ta đáp ứng được 9 tiêu chí của một quỹ đầu tư. Nhưng mà đối chiếu thử nha. Rồi. Thế thì sau khi mà chúng ta chuẩn bị hết tất cả cái mô hình kinh doanh rồi, thì bước tiếp theo chúng ta cần làm đó là lộ trình tài chính, lợi nhuận sau thuế như thế nào, thiết kế tập đoàn và truyền thông của doanh nghiệp và quan hệ cổ đông như thế nào. Thì lộ trình tài chính là gì và KPI là gì, thì điều này rất là quan trọng. Và đây, sau khi mô hình kinh doanh đó là cái lõi rồi, chúng ta bắt đầu phát triển cái bên ngoài. Và cái bên ngoài này nó cũng cần phải khác biệt, nó không giống như những điều anh em đang làm bây giờ. Thì điều mà anh đang làm là gì, thì trước khi mà đến đó thì chúng ta phải tìm hiểu những case study lớn trên thế giới trước và sau đó đến Việt Nam. Facebook họ đã xây dựng lộ trình của họ như thế nào với IPO. Thì vào năm 2004, Mark tạo ra Facebook trong ký túc xá của một trường đại học, và thời điểm này có 1 triệu người truy cập vào cái hosting của cái trường đại học đó và làm cho cái hosting của cái trường đại học đó đứng luôn. Thì lúc này á, ông hiệu trưởng mới nói với Mark là: "Ê Mark, em ra ngoài nè." Thì lúc này á, ông Mark mới rất là bất ngờ, ông không biết làm sao hết. Thì lúc này Mark mới quyết định đó là đồng đơn xin nghỉ học. Và khi mà Mark nộp đơn xin nghỉ học á, là đến San Francisco. Khi mà đến đó thì gặp nhà đầu tư đầu tiên là Peter Thiel. Và đầu tư của đấy là 500.000 đô cho 10%. Thì giá trị của Facebook thời điểm đó là 5 triệu đô. Thì sau đó có vài tháng thôi thì họ lại gọi vốn từ Excel. Rồi 12,7 triệu đô cho 12,7%. Thì giá trị của họ là 100 triệu đô. Thì anh em thấy rằng á, giá trị một doanh nghiệp nó tăng lên từ 5 triệu đến 100 triệu đô trong vòng có vài tháng thôi. Thì cơ chế bình thường, cơ chế truyền thống không thể nào làm được điều này. Thì chúng ta cần một cơ chế mới để doanh nghiệp chúng ta phát triển thần tốc hơn, chứ không phát triển theo cách cũ nữa. Rồi tiếp theo đó, vào năm 2006 Yahoo đến. Và Yahoo mới nói với Mark là: "Ê Mark, tôi muốn mua lại doanh nghiệp 1 tỷ đô, anh bán không?" Mới 2 năm có người đòi 1 tỷ đô, gặp anh em bán không? Bán chứ gì, 23.000 tỷ lớn mà. Và lúc này anh Mark đồng ý bán. Nhưng mà sau khi anh đồng ý bán xong thì Yahoo về mới nghĩ đó là mình đưa giá hơi cao, hố hàng. Bây giờ muốn đàm phán lại về giá mới, 800 triệu đô có bán không? Khoảng 15.000 tỷ, thế gặp anh em có bán không? Rất nhiều anh em nói là 10.000 tỷ mua dùm tôi, cảm ơn. Nhưng mà lúc này anh bác anh rất là can đảm, từ chối không. Và khi anh không là rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Facebook xin nghỉ việc thời điểm đó. Và anh rất là khó khăn giai đoạn này. Nhưng mà với niềm tin rất là mạnh liệt của anh, đi tiếp cho đến ngày 2007, anh đến gặp Microsoft. Thì với cái câu, với năm 2006 đó thì chúng ta có câu hỏi đầu tiên là: vì sao Mark đã có khả năng từ chối một thương vụ 15.000 tỷ mà mới có 2 năm? Đó là nghi vấn thứ nhất. Và đến năm 2007 thì Mark đã đến gặp Microsoft, huy động được số tiền đó là 240 triệu đô. Nhưng mà với 6% rất là đặc biệt luôn á, nó chỉ có 1,6% thôi. 1,6% là rất nhỏ đó. Và đưa giá trị của Facebook lên 15 tỷ đô. Nhưng mà không phải một mình Microsoft quyết định làm điều này, Lee Cushing cũng đồng ý và đầu tư vào đây là 60 triệu đô và 0,4%. Và giá trị công ty là 15 tỷ đô. Cái câu hỏi thứ hai đặt ra ở đây là: làm thế nào mà anh Mark là có khả năng huy động 240 triệu đô mà có 1,6% thôi? Đây là rất là lớn, đó là hai câu hỏi cực lớn luôn. Mà lát nữa anh em sẽ tự có câu trả lời. Và họ vẫn đi tiếp cho đến ngày họ IPO thành công và họ mất 15 vòng gọi vốn và họ mất 8 năm. Thế rất nhiều anh em gọi có 2 vòng vốn mới mất công ty, họ gọi đến 15 vòng vốn vẫn bền vững. Thì đây chính là kỹ thuật mà chúng ta cần phải sử dụng. Và khi mà Mark IPO thành công thì còn 24% của doanh nghiệp này là một số tiền rất lớn. Và trong đó có một phần rất là bất ngờ, đó là cái phần màu xanh, đó là Facebook Start nhân viên của Facebook đến 30%. Thì câu hỏi đặt ra cho tất cả anh em, đó là ngày đầu tiên khi chúng ta mở ra doanh nghiệp của mình thì có bao nhiêu anh em trong phòng này dám cho nhân viên của mình nhiều cổ phần hơn mình không ạ? Không tính anh Thành, anh Phúc ạ.
Thế thì chia sẻ cho anh em ở tại Ara Capital á, là cái phần cổ phần cổ phiếu này á, nó tên là ESOP. ESOP là cổ phần cổ phiếu cho nhân viên có điều kiện. Bởi vì ban đầu á, doanh nghiệp chúng ta đang nhỏ thì nhân viên của chúng ta có thể chưa giỏi, nhưng mà khoảng tầm vài năm nữa thôi, đó là get fit hoặc là lòng